Chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Hôm nay đi bãi nữa các bạn ơi. Tối hôm qua có thấy là hai bãi có công về, thấy có báo hai bãi công về mà nhưng sáng giờ lu bu nhiều việc quá cho nên giờ mới chạy đi được. Giờ chín mấy gần 10 giờ rồi, chạy xuống đó có lấy hàng gì cho anh em được không nha. Giờ nhân viên đủ, lính đủ rồi thì làm hàng gửi cho anh em rất là nhanh. Không có giống lúc trước nữa, lúc trước nhiều khi nào một đơn hàng cả tháng á. Giờ là buôn rớp rạng thật sự á, thì việc á thì nó không có nhiều mấy bạn, mà khổ các bạn biết không, có những một cái máy á mà một người sửa một ngày á, nó vật tèm lem mà nó bị tùm lum các kiểu này kia, rồi phải sàn đồ qua, sàn đồ từ con hư qua con này qua con kia tùm lum các kiểu thì mới hoàn thiện một con máy, cho nên cũng khá là cực. Còn nói chung lâu lâu hên hên thì được con máy về thì nó chạy luôn thì ok. Còn những con mà nó vật thì nó vật cho tới luôn các bạn, phê lắm. Từ bình xăng các kiểu, bình xăng rồi tới kẹt cần ga rồi tới hộp số các kiểu, u nói chung là có nhiều thứ chi tiết để nó hư, nó ác là vậy đó chứ. Cho nên nhiều khi sửa phê lắm. Giờ đi tối hôm qua bãi Thắng xuống công nè, bãi Anh Tính xuống công nè, bãi Anh Phát xuống công nè, có hai bãi ở dưới gần dưới Bến Lức, bãi Tí xuống công nữa. Mà tối qua mưa quá mình không có đi, làm thật sự mưa làm biến đi nữa, mà mưa đi ra người ướt như chuột lột quá, cho nên là thôi kêu mà anh có hàng gì đẹp đẹp thì gửi cho mình chốt kèo thôi, mà thấy cũng có mấy món thì thôi giờ đi coi dưới có gì lấy cho anh em không, với lại còn về còn vệ sinh rồi quay phim cho em để anh em xem hàng nữa, cho để nhiều khi lâu quá không quay thì anh em bỏ kiểu già còn sống không. Nay Sài Gòn nắng đẹp, đỡ mưa rồi, tối hôm qua mưa tầm tã ra. Thôi bạn, bây giờ mình tranh thủ mình lên đường rồi mình đi về nha, let's go. Bãi ông bạn về con mới tiện nè bạn, con này để cho anh em chơi bời lặt chặt được, con này thì rẻ nha. Trời, chó nó cũng mình ăn trộm đồ bạn. Thôi thôi, nó tưởng mình ăn trộm đồ á bạn, mình đi mua thấy bà lắm. À đây có mâm cặp nè, con này thì giá rẻ, giờ đem chế đồ được, đồ đạc linh tinh thì ok. Con kiện này khá là ngon nha, hoặc là mua dễ dành móc lỗ bu ly thôi cũng về tiền. Một con tiền, ồ máy bơm hơi chục vít, chục vít chục vít. Con này là Mitsu, bao nhiêu kilowatt? Con này 1 tấn 27, con này 55 kilowatt. Này là máy gỗ, máy gỗ thì mình không có biết làm. Con bơm hơi nè, mà con nó bình bé quá ha. Bình phải to to tí, bơm hơi bình nhỏ quá, cách âm mà nhỏ quá thì anh em cũng chê. Coi có gì không? À có con bơm, có con bơm chục vít nè. Đây bạn, con này là Kobiko. Bao nhiêu ngựa vậy? Con này có xe khí luôn. Đây. Wow. Nhìn thấy hay hả? À đây nè. Wow. Đẹp ghê. Nhìn đã vãi luôn bạn ạ. Có xế khí luôn. Con này chắc anh Luận ngoài Hà Nội mấy nay đang dặn con này nè. Lấy về cho anh con này xài cũng được. Chụp vít con nó là quá êm luôn. Con này là vừa phát hàng mà vừa phát điện, con này như là được 4,5 kg các bạn. Máy dầu con này kéo L100 á, vắng mà. Con nói đúng rồi, con nói L100. Phát hàng, phát điện được 4,5 kg. Con này con bơm gì đây? Nói chung mấy cái dòng thể lực này thì không gành cho mấy, có mỗi dinh mát, ôi da, gầu ruột dép luôn. Con dinh mát các bạn, nó gành mấy cái dòng thể lực này chứ hiếu thua. Con này là con máy xe nâng á. Ê, kỳ vậy. Phun dầu luôn mới ghê chứ. Đúng rồi, con này giống máy xe nâng mà khác là con này là của Mỹ các bạn. Ủa sao lại là đâu phải máy xe nâng, máy xe gì vậy chứ?
khác, thường thường khác là của Mỹ, khác là ký hiệu của là tên của con mèo á. Mà cái này á thì lúc trước Hiếu hay thấy là hiệu này là của Mỹ thì có mấy dòng nè, mấy cày có nè, mấy Kube có, mấy ủi có, còn là nó là dòng của Mỹ. Còn cái Pumat á là của Nga, của Liên Xô. Ông tính nhắn tin cho mình có hàng gì không đây. Một con Xenon Nissan ở đâu vậy, 1,5 tấn, con Nissan 1,5 tấn. À con này là FD hay gì vậy nè, thấy không bạn, cho coi luôn nè. Nè FA con này máy xăng 1,5 tấn. Ờ đẹp quá ha, để hỏi coi giá nhiêu, nếu giá được thì lấy cho anh em cũng được. Ê có bình hơi nè, bình hơi không có đầu đây, có mấy con bơm hơi. Cắt cỏ thì khổ không tính, này nó hơi xấu. Đẹp quá. Có con này bơm hơi nè. Con này là có xế khí, con này là Iwata có xế khí. Đây. Ồ, con này đẹp quá hả? 381 kg bạn. Nặng ghê không? 381 là 381 kg. Ê có bình hơi đứng nè. Ê con này bình hơi này mua cho anh em nhiều, anh em hỏi xài lắm á. Con này bình cao áp mà, chụp hình liền, gửi cho ổng liền luôn. Rồi đi bãi về bạn. Hồi nãy đi bãi quay được mấy con khúc trời mưa, đứng chờ nửa tiếng, chờ hoài không hết mưa, ghét quá, khỏi quay, đi về luôn, quay được có đoạn à. Nè bây giờ, ê ủa Chánh lấy cái phổi của cái lọc bỏ vô rồi mới Chánh. Cái này là cái máy hút bụi, quét đường, quét rác các kiểu. Con này là chạy máy dầu diesel, ba máy Kubota bạn. Con này to lắm á. Đâu? Cái miếng hút mà, miếng phổi á. Đây bạn, cái máy không chốc một miếng sơn, không tì vết nha. Con này là Kubota máy đây. Con này là Kubota máy vậy? 87T. Con này là Kubota máy vậy, ba máy mà không biết là bao nhiêu ngựa. Con này cũng phải mười mấy ngựa bạn. Ít nhất phải 16 ngựa, 18 ngựa gì đó. Máy dầu, con này chắc phải cả tấn máy á. Con này cũng có hàng hiếm nha. Giống như con đợt rồi có con hút bụi. Đây. Cái này là cái phổi. Mình mới kiều chánh lắm vào cái phổi đi hút các bạn, đi lượt á. Ây da, cái nắp, đây là cái nắp. Đó, ok chưa. Bánh bọng còn rất đẹp, con này phải tấn máy á. Nặng lắm nha. Con này hôm trước có một con, có nhiều anh em cần. Hôm nay được một con nữa. Chạy dầu thì lực hết. Gì vậy? Sao dây thép đâu đây vậy? Có cộng dây thép. Đậy lên Chánh, đậy nắp lên Chánh. Đó. Đây là, dở lên tí đậy vô khớp luôn. Đó, ok không? Đẹp không? Rất là đẹp nha. Chiều dài khoảng cỡ 2 mét của hai máy á. Thấy vậy cho to lắm á. Con này ngồi lái thì Vivu. Máy rất là đẹp. Tình hình thì không phải chê. Nó nguyên cái ben để đổ rác lên nữa bạn. Nè cái chân bạn coi nè, chưa mòn, chưa gì á. Chân này là chân ga nè, đây là tới nè không. Đây là da nè, đây là thắng nè, đó. Ấy ga chứ phải thắng. Trời còn rất là đẹp, bánh như mới luôn á. Bánh này là... Để coi nè, bánh hiệu gì vậy? Hiệu là quắc rồi. À, bánh của Mỹ bạn, Made in USA nè. Ở gì đây con là của Mỹ xuất Nhật nè. Bánh 4.0.8. Chổi thì còn đẹp như mới. Đây. Chổi còn gì? Cui. Giờ sọc. Đẹp lắm bạn. Con này là cực đẹp. Nó có nguyên thùng rác mà trước ben lên. Có đèn nè. Lincoln. American Lincoln là cái gì? American là của Mỹ gì đó. Con này quá đẹp. Con này thì về để anh em nhiều việc. Con này sử dụng trong nhiều việc lắm á. Quá đẹp ha, một con. Con này là đúng rồi, Made in USA. Con này của Mỹ, Mỹ xuất cho Nhật. Với lại một con máy tiện nhỏ nhỏ nè, cho anh em làm việc. Có cái đầu mâm cặp nữa. Có đầu mâm cặp với lại có cái đầu mâm cặp với lại có cái đầu ở đây đầy đủ luôn nè.
Ủa cái mâm cặp này nè bỏ đâu rồi? Cái mâm ba cháu á, mâm ba cháu cũng mấy tiền á. Đây bạn. Đủ bồ ha. Con này về anh em chế cháo nhỏ nhỏ thì ok. Bao ngon. Chống tâm. Bán không được để là xài. Con này rẻ. Con này có 22 triệu à, quá rẻ luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình cho nên là bán không được để là xài không quan trọng. Giá quá rẻ. Với lại con này là con bơm chục vít. Con này thì chục vít mà lại có xế khí nha. Đẹp lắm, con này là đây, zin ga, cái ga xế khí còn zin luôn. Đấy, ga zin luôn nè. Con này xài thì để anh em xài bên cái xài được bên gì ta? Điện tử nè, hoặc là bên sơn bọng các kiểu thì ok, con này khá là ngon. Ôi gì được, nay được hai con chục vít lần bạn. Con này 3.7 là 5 ngựa. Con này 5 ngựa. Đây, Hitachi 3.7. Đẹp, đồng hồ điện tử hết rồi. Đời bao nhiêu thì để ra thông tin đâu. Đời bao nhiêu thì chưa biết nữa đây. Đầy đủ đồ, nắp bồng đầy đủ hết luôn. Ủa đâu rồi? Con này đời bao nhiêu? Điện 200 thì con này đấu lại 3 pha. 3 pha 38 3.7 kW. 412 lít trên 1 phút. 8 kg trên 1 cm khối. Ủa đời nhiêu ta? Con này không có đời kỳ vậy. Năm nhiêu, năm sản xuất nhiêu không nhớ luôn mà. Không thấy, nói chung là không thấy. Con này bơm hơi rất là nhanh nha. Vi vu luôn á. Con này rẻ, con này có 19 triệu thôi bạn. 5 ngựa có 19 triệu. Rẻ ha. Nói chung không biết rẻ hay mắc thì tùy theo anh em nhận định thôi. Chứ còn mình thì không biết. Với lại một con máy quân đội 5kg. Con này là thùng full nhôm luôn nha. Hôm trước về mấy con thì bán hết rồi. Hôm nay về được một con. Nãy ghé bãi cùng bạn lấy một con. Mình trời mưa quá cho nên không có quay được. Con này là 5kg. Siêu cách âm tua chậm tua 1.5. Con này chạy thì bao ngon. Bữa trước về được 3 con, bán hết là con về Hà Nội. Còn mấy con kia về mỗi nơi một tỉnh một con, đi xuống du lịch vậy. Đây, máy thì ok, con này hai máy chạy rất là êm. Tua 1.5, con này chạy tiết kiệm lắm nha, 1 lít dầu con này chạy phải được 3 tiếng các bạn. Thế mới ghê chứ. Con này khoảng 250 kg. Chứ khoảng cái đó, 250, 280 kg, khoảng cái đó thôi, chứ không có hơn. Nói chung cũng nhẹ. Tại vì sao? Cái này là nó full nhôm cho nên là nó nhẹ. Ủa lấy mấy con xe đạp điện cho anh ơi. Có mấy con xe đạp điện mà quên mất bạn. Đó, con này để coi, con này 52 triệu anh em nha. Điện 1 pha 220 zin. Ủa mỗi đứa một tay dẫn hai chiếc xe đạp coi giùm cái. Xe đạp điện mới về hai con đó bạn, mà quên, không có quay. Với lại một con giá giỏ. Còn rất là đẹp nha. Con này là mâm nó to vật vã luôn á. Đây. Con này chuyên tay ga không xe hơi. Con này chỉ có tay ga xe máy thôi, bốn chân. Còn rất đẹp nè. Cái mâm ép của nó còn đẹp ok nè không. Nó hơi bị bể miếng chỗ này tí xíu, không sao, xài tốt. Con này xài, con này bán rồi, dẫn con xanh vô, dẫn con khác. Bốn chân. Đó. Con này thì rẻ. Tại biết sao, con này một chục cho nên là rẻ. Đây, ở trong đẹp như mới. Con này là xài một pha được, xài ba pha được. Này là bơm hơi nè bạn. Đây, bơm hơi nằm đây nè. Đó, đạp xuống là bơm hơi không? Nè. Bơm hơi cân áp luôn nè. Đó. Đây, đồng hồ cân. Thiếu cây cậy nha, cái này Hiếu nói trước ạ. Thiếu cây cậy. Đây là để gỡ này ra. Ồ, nãy quên rửa, dơ quá. Cái này khóa bằng hơi luôn nè. Đó, khóa này bằng hơi. Khóa cái tục lên tục xuống là bằng hơi nè. Chứ còn rất là đẹp nha, con này là của Ý á. Đây cơ nào. Con này là của Ý hay của Nhật vậy?
À con này của Nhật bạn ơi. Đây con này của Nhật. Con này của Nhật chứ không phải là của Ý. Nãy mình tưởng là của Ý chứ. Có bình hơi phụ nè. Đây là cái lược nước gắn vô đây. Gắn hơi vô đây là xong. Ok là bạn xài. Có một bình hơi phụ để chứa hơi. Này giờ hôm trước có nhiều anh dặn mà giờ nhớ anh nào đâu dặn trời. Nhiều người dặn lắm á con này á. Tại vì lâu lắm mà Hiếu mới về được một con như vậy. Tại biết sao không được đẹp cho nên là không có lấy. Nhìn này cũng ngầu. To đùng. Con này là 18 triệu anh em. Là xong xuôi á. Mua cho anh em một cái cây cại. Một cây cại bây giờ hết 600 ngàn rồi đó. Anh em là không lấy cây cại thì bớt 600. Quá đẹp. Con này thì xài gấp bền gấp 100 lần mấy con của Trung Quốc bây giờ. Từ đầu đuôi rất là đẹp nè. Ủa như mấy con máy bơm ta như ủa mấy con máy bơm mới nữa. Hình như là ba con máy bơm hơi mà ta thiếu một con hả? Ủa gì ba mới bơm hơi chứ ta? Đây con nữa rồi mới có hai con. Bơm lưu lượng anh, con nó bơm lưu lượng lớn lắm á. Đây con này thì hỏi anh em tí hỏi anh Luận ơi, Hà Nội có xài không? Con này là 3.7 là 5 ngựa. Có xế khí. Chục vít. Mấy con này xài thì ok nè. Kobiko. Đúng rồi, dòng này nó nhanh anh. Đây mấy con này thì bền vô địch bạn, con này thì siêu bền. Con này thì còn rất đẹp nha, mới lắm luôn các bạn nè, có sấy khí luôn nè, đó hệ thống sấy khí đầy đủ, đồng hồ sấy khí là còn ok hết các kiểu, quá đẹp con này. Con này đời nhiêu ta, thật mấy con này cũng phải có để đời á, đời nhiêu này. À con đời 24 đây, đây đời 2014 Kobiko, nặng là 162 kg. Đây thông số nằm đây anh em nhìn giùm nha, đó có thông số hết, cái nắp trên nắp dưới đầy đủ hết nha, không thiếu một cái gì, chỉ có một thiếu tiền thôi chứ còn không thiếu một cái gì hết. Quên cô giá con này nữa rồi, giờ còn hai xe đạp mà giờ lại chưa gáp cổ gáp cái kích lên nữa. Hôm trước thì cũng nhiều anh em hỏi nè, xe đạp thì vẫn 11 triệu một con, có hai con xe điện lên tay ga rồi xong xuôi hết đây, rửa sạch sẽ về cho anh em. Con này là con màu bạc, con kia là con màu kem, tạm thời gì đấy ha, để cho anh em ấy. Với lại con nâng của anh Hải Hà Nội, con nâng dầu chuẩn bị xong rồi, chắc ngày mai hoặc ngày mốt giao, chắc thứ hai giao, tại sợ xe vô không kịp. Với lại anh Hải lấy thêm một con máy cày có máy lạnh nữa. Đó con máy cày có máy lạnh đó, xong xuôi rồi anh em cứ trút đơn thôi và chuyển tiền, còn mọi thứ cứ để Hiếu lo về kiểm tra chất lượng, kiểm tra kỹ thuật các kiểu thì mình phải lo cho anh em rồi. Nói chung giờ hàng hóa cũng không có được giống lúc trước nữa bạn, hàng thì giờ cũng hơi xấu nè, rồi mình lấy hàng cũng hơi kén chứ, cũng ít hàng. Như tối nay có công về nè, có công về tối nay quay cho anh em xem, anh em coi lấy được gì lấy không nha. Đó nay đi buổi sáng lấy được coi nhiều đó, 1 2 3 4 5 6 đúng rồi, phải 7 món ta, còn cái máy bơm hơi ta, tí coi cái bill hàng là coi chứ tại sao lại thiếu đó. Đây lấy có nhiều thôi, đâu có nhiều đâu. Rồi anh em nào lấy được cái gì thì alo cho Hiếu sớm nha, Hiếu kiểm tra tổng thể thì Hiếu giao cho. Nhiều khi trễ 1-2 ngày 2-3 ngày gì anh em thông cảm, tại nhiều khi phải mua đồ sàn đồ rồi cũng phải lục đồ tùm lum hết cho nên gắn vào cho anh em nữa, cho nên nhiều khi thì nó hơi lâu cái xíu thì anh em thông cảm. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, chào tạm biệt và hẹn lại trong những clip sau, bye bye.